7 tháng 4 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Bùi Thị Kim Dung, sinh năm 1981, ngụ ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, vào năm 2001, Dung đứng ra tổ chức đầu thảo hụi có giá trị từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng tại địa phương để hưởng tiền huê hồng. Đến năm 2015 và 2016, bị can Dung thực hiện hành vi gian dối, tự ý lấy tiền hụi viên tham gia và hốt hụi để xây dựng nhà ở, nhà trọ cho thuê, dẫn đến nợ ngân hàng và các hụi viên khoảng 1,6 tỷ đồng. Để có tiền mua đất, trả tiền vay ngân hàng, cho con đi du học và tiêu xài cá nhân, bị can Dung tiếp tục mở nhiều dây hụi mục đích để chiếm đoạt tiền của các hụi viên. Tháng 8 năm 2019, nhiều hụi viên kêu hốt Dung mất khả năng cân đối, không có tiền giao hụi nên tuyên bố vỡ hụi. Tại thời điểm vỡ hụi, còn 41 dây hụi chưa kết thúc được, mở trong thời gian từ tháng 5 năm 2017 đến tháng 7 năm 2019. Trong 41 dây hụi chưa kết thúc, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã chứng minh được 28 dây hụi mà Dung có hành vi gian dối, bỏ thăm hốt 191 phần, chiếm đoạt số tiền trên 6 tỷ đồng. Sau khi vỡ hụi, bị can Dung đã trả lại cho các hụi viên số tiền gần 1,5 tỷ đồng và chiếm đoạt tổng số tiền gần 5 tỷ đồng của 171 hụi viên. Căn cứ vào hành vi, tính chất của vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Kim Dung 10 năm tù giam, đồng thời buộc Dung phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt còn lại cho các bị hại.